Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:45 ngày 13 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc đến tới cái kỳ thứ 165 với cái đối tượng tham thiền thứ 22 có cái nhan đề là thực hư. Vấn đề của bài thơ là thực hư ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 5. Cái đầu đề này thì nghe ra đó thì nó rất là tầm thường, bởi vì cái chuyện thực và hư thực thì ở thế gian thì đó là cái chuyện chót lưỡi đầu môi, trong mỗi ngày ai cũng nghe ai cũng biết. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người học tham thiền, là một thiền sư, một thiền giả, thì với cái đề tài thực và hư nó lại có những cái ý nghĩa khác, mà có thể nói rằng là một ý nghĩa sâu sắc. Nếu chúng ta có khả năng tiếp thu và nhìn, và nhìn thẳng vào vấn đề, vào thực tâm của vấn đề, thực chất của vấn đề, đi sâu vào vấn đề, thì cái đề tài thực hư nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó có tương quan tới một vấn đề sâu sắc của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta có thể dùng cái từ, dựa trên cái từ, cái đầu đề thực hư này mà chúng ta tham thiền, quán chiếu, chúng ta thấy được cái ý nghĩa mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã dạy, Phật đã dạy cho chúng ta. Hàng ngày chúng ta sống vấn đề thực và hư, vấn đề có và cũng như vấn đề có và không, chúng ta ít có để ý lắm. Cũng như chân và vọng, thực và hư, có và không, chân và vọng, chúng ta ít có để ý. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái đề tài này thì chúng ta nên để ý đây, bắt đầu thử đi vào bài thơ. Thơ rằng: thiên nhiên màu nhiễm quá người ơi, phút chốc mây tan hiển lộ trời,
vọng tưởng than duyên sương mốc sớm. Nắng vàng vũ trụ chẳng thêm thừa, nhìn thiên nhiên, nhìn sương mốc, nhìn nắng vàng, chúng ta có thể tư duy và quán chiếu những cái hiện tượng sự vật ấy. Chúng ta đi sâu vào cái lĩnh vực thường thường ta gọi là lĩnh vực tâm linh cũng được. Mình nên nhớ rằng là khi mà đề cập tới tâm linh, chúng ta có thể nói vấn đề tâm linh giống như người đời bây giờ người ta nói, người ta tạo cái cảnh để cho người ta đi du lịch sinh thái, rồi người ta cũng vận dụng cái ngôn từ có tính cách quyền bí thông thường người ta tưởng tượng rằng đó là về mặt siêu hình, nhưng mà người ta không nói chữ siêu hình, ta vận dụng, ta nói rằng du lịch về tâm linh. Chứ kỳ thật cái chữ tâm linh mà của người ta vận dụng đó là nó có ẩn cái ý, trong đó có thần, có thánh, và có trời, có Phật. Nghĩa là những cảnh đó hoặc là chùa chiền, hoặc là miếu mạo, hoặc là đền đài để thờ thần, thánh, trời, Phật. Nó tạo cái cảnh như thế để cho người ta tới, người ta tham quan, người ta du lịch. Thì người đời người ta gọi đó là du lịch về tâm linh, cảnh tâm linh. Nó khác với cái du lịch sinh thái rồi đi vào rừng, vào sông nước, cỏ cây, thiên nhiên của vũ trụ, tôi gọi là du lịch sinh thái. Còn có cái tính cách thờ phượng, cúng kính quỷ ma thần thánh trời Phật, người ta gọi là du lịch tâm linh. Cho nên là khi mà nói tới cái từ tâm linh á, tôi nghĩ rằng là nhất là tôi muốn nói với hàng tăng ni trẻ, nếu khi chúng ta mà vận dụng cái từ tâm linh đó, đừng để cho cái người nghe người ta có thể hiểu lệch qua cái từ thần thánh trời Phật với cái tánh, với tính cách người ta hiểu bằng tính cách siêu hình đó. Thì cái chữ tâm linh mình đừng để cho người ta lạc vào cái ý nghĩa siêu hình thì mình có thể dùng được. Chứ nếu mà mình nói tâm linh mà để cho người nghe cũng như mình nói ra có cái chủ ý là trong đó là cái chỗ để thờ phượng thần thánh, trong đó có cả gọi là trời, mà nhất là mình để Phật vào trong đó, có cái ý mình nói Phật vào trong đó, chỗ thờ Phật, cúng Phật vào trong đó, mà gọi là du lịch tâm linh, ví dụ vậy, thì cái từ đó mình không nên nói. Cho nên là mình có thể sử dụng cái từ tâm linh, mà không được để cho ai đó hiểu lầm là cái cảnh giới siêu hình nào đó, cảnh giới siêu hình hoặc là ma quỷ hoặc là thần thánh, kể cả trời và Phật,
Cho nên chữ tâm linh là tôi xin nhắc nhở cái điều đó. Không có trời Phật ở trong đó. Cái cánh mà mình tạo ra để thờ trời Phật, tạo ra để thần thánh, để cho người ta tham quan du lịch, người ta chiêm ngưỡng, người ta cúng bái, gọi là du lịch tâm linh, cái đó mình không nên nói như vậy. Đạo Phật không có dùng cái đó. Dùng cái nghĩa đó làm cho người ta hiểu lầm. Cái bài này là thiên nhiên màu nhiệm quá người ơi, phút chốc mây tan hiển lộ trời, vọng tưởng phan duyên sương mốc sớm, nắng vàng vũ trụ chẳng thêm thừa. Cái bài này thì ngôn từ là vậy, nhưng mà mình đi sâu thì là thiền giả là ta thấy rằng là thiên nhiên màu nhiệm. Một người có tu tập thiền, có tư duy, có quán chiếu, người ta nhìn cảnh thiên nhiên, ta thấy thiên nhiên màu nhiệm lắm. Nó màu nhiệm là bởi vì hiện tượng sự vật trước mắt ta, núi, sông, đất liền, trời, mây, cỏ cây hoa lá, gồm có khoáng vật, thực vật, động vật, kể cả phi vật, nó kết hợp tương quan sinh tồn thành ra một cái bầu mà người ta gọi là bầu vũ trụ thiên nhiên. Nó màu nhiệm, màu nhiệm ở cái chỗ là nhìn bằng thiền quán, bằng con mắt trí tuệ của cái người tu Phật, thì thiên nhiên nó màu nhiệm lắm. Tự tánh của thiên nhiên, cái tánh của sự vật hiện tượng, thể tánh của nó là không hề gây tạo một cái nguyên nhân đau khổ nào cho ai hết. Tánh của vạn pháp, của sự vật hiện tượng, của thiên nhiên, nó thanh tịnh lắm, nó trong sáng lắm, nó không có tội tình gì, không đem lại tội tình cho ai, không đem lại một sự đau khổ nào cho ai hết. Cho nên nó màu nhiệm lắm. Đối với Phật, đối với Bồ Tát, nhìn sự vật hiện tượng, nhìn thiên nhiên bằng tuệ nhãn. Tuệ nhãn tức là con mắt trí tuệ. Nhìn bằng pháp nhãn. Pháp nhãn tức là con mắt mà nhìn vạn pháp bằng cái thực tánh của nó, không có cái sự vo tròn bóp méo, cái sự nhận thức phân biệt đánh giá theo cái hiểu của con người, mà sự vật hiện tượng nó như thế nào thì nhìn thì như thế ấy, không thêm không bớt gì trong đó hết. Thì nhìn như vậy đó, nhìn bằng cái nhìn thanh tịnh như vậy đó thì gọi đó là pháp nhãn. Còn tầng đến cao của cái nhận thức, của cái nhìn của tầng đến cao thanh tịnh của con người thì trong kinh điển tôi gọi là Phật nhãn. Nhìn bằng Phật nhãn là thấy, ví dụ như là gì, cái thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghĩa là không có sân cái tâm phân biệt,
rằng cái đó là tốt hay là xấu, cái đó là đáng khen hay đáng chê, đáng thương hay đáng ghét, đáng lấy hay đáng bỏ. Không có xen cái tâm phân biệt của mình trong đó. Cho nên qua cái thấy thì thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà đã thấy tất cả rồi. Cái nghe cũng vậy. Qua cái nghe của Phật nhãn đó thì là nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Đối với Phật phải sử dụng lục căn, đối với lục trần đều nói như vậy hết. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mà đại biểu cho cái lục căn của đạo Phật đó, gọi đó là Phật nhãn. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Phật, của người giác ngộ tột đỉnh cao, gọi là Vô Thượng Bồ Đề đó. Mà lấy con mắt làm đại biểu cho sáu căn thì cái thấy biết mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy, bất động như vậy, phóng xả hết tất cả như vậy, diễn ly hết tất cả như vậy, thì cái thấy ngàn ngửi đến xúc biết đó kinh điển gọi một cái từ là Phật nhãn. Nói Phật nhãn chứ còn cái sự thật là Nhĩ, Phật tỷ, Phật thiệt, Phật thân, Phật ý, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nói cách khác là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết bằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Phật, của người giác ngộ tột đỉnh cao. Thì thấy vạn pháp như không có gì. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Cho tới biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Do vậy mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Phật nó thanh tịnh dữ lắm. Cho nên nhìn nó màu nhiệm dữ lắm. Thành ra tự tánh của thiên nhiên nó màu nhiệm lắm, chứ không phải như là nhục nhãn của mình đâu, của người phàm mình đâu, của chúng ta đâu. Chẳng hạn như cái lễ hội gọi là Festival Hoa của Đà Lạt, có những người người ta ái mộ hoa, ta thích hoa, ta quý hoa đẹp. Nghe nói cả bao nhiêu ngàn thứ hoa trên thế giới, người ta đem đến để trưng bày, có tính cách triển lãm. Có tính cách triển lãm thì nếu ai mua thì cũng bán, và triển lãm để mà khoa trương, để mà khoe cái thứ hoa đó, để rồi lấy giống, để rồi quảng cáo, để rồi tạo cái cớ làm cho nó đẹp cái thành phố và khuyến khích trồng hoa và tạo những giống hoa đẹp. Thành ra thì cũng có nhiều cũng có mà những Phật tử người ta mời tôi, người ta động viên tôi đó rằng đi xem cái hội hoa này quý lắm, nhiều hoa quý lắm, đẹp lắm, đẹp vô cùng lắm cơ. Thì tôi nghe tôi biết rằng đẹp lắm đó, có nhiều thứ hoa lạ mà từ trước tới giờ có thể là cỡ như tôi vậy là đời tôi chưa có thấy cái thứ hoa lạ đó, chưa có thấy cái thứ hoa đẹp đó. Nhưng mà nhờ học Phật tôi đọc thí dụ câu thơ này, tôi nói thiên nhiên màu nhiễm lắm người ơi. Màu nhiễm biết là nó đẹp lắm rồi.
Nhưng mà tôi biết trong cái đẹp, tất cả những cái đẹp đó, nếu mà mình nhìn bằng nhục nhãn thì nó đẹp lắm, tôi gọi là đẹp vô cùng, đẹp dữ lắm, không nói hết được, tả không nổi, ngôn từ tả không được cái đẹp, không hết được cái đẹp của hoa đâu. Nhưng mà nhờ học Phật thì tôi biết rằng tất cả những cái đẹp nào cũng có thể tàn phai. Mà trên đời này không có cái gì đẹp bằng hoa. Tại đó là không có cái đẹp, không có cái gì đẹp bằng hoa. Do vậy mà cái người đẹp nhất, người ta lấy cái đẹp nhất của con người, mà ta lấy cái hoa để so sánh, cho nên ta gọi là hoa khôi, ta gọi là hoa hậu, đi thi hoa hậu, đi thi hoa khôi, nghĩa là chọn những thứ hoa đẹp nhất. Con người đẹp nhất cũng ví cái đẹp đó bằng hoa, chứ không có cái gì hơn nữa. Nhưng mà nhờ học Phật rồi biết rằng là cái đẹp nào cũng có tàn phai. Cho nên tất cả những hoa đẹp đều có tàn phai hết. Vì đó là sự thật. Và nếu như tôi mà có giác cái xác già, cái thân yếu đuối của tôi mà đi mình để chiêm ngưỡng, để mình nhìn các thứ hoa đó, thì rốt cuộc rồi về mình cũng là mình, và hoa cũng là vẫn là hoa, và cái hoa đó dầu có lâu tàn đi nữa cũng là 10, 15 ngày, 20 ngày gì đó, rồi nó cũng tàn phai thôi. Tuy nhiên là những thứ hoa đó phải nói rằng người ta gọi là đẹp vô cùng, đẹp tuyệt vời, đẹp trên cả tuyệt vời gì đó, thì rồi nó cũng tàn phai thôi. Do vậy mà mình có học Phật á, nó được cái lợi đó. Có thể đi xem hoa cũng được, mà không đi xem hoa cũng vẫn biết rằng là nó có cái đẹp của hoa, đẹp dữ lắm, đẹp ngôn từ tả không hết được. Chỉ có cái thấy mà chiêm ngưỡng nó thôi. Nhưng mà nhờ học Phật là biết rồi, chiêm ngưỡng rồi cũng vậy thôi. Cho nên là trong những tập thơ tôi có viết, có bài thơ rồi cũng vậy. Tất cả rồi cũng vậy. Đi xem 100 loài hoa rồi cũng vậy. Mà có festival hoa, mình xem được là 1000 loài hoa, xem rồi thì về rồi thì mình rồi cũng vậy. Rồi cái hoa đó 15, 20 ngày, lâu tàn nhất là 15, 20 ngày ha, rồi cũng tàn phai, té ra rồi thì rồi cũng vậy. Cho nên là học Phật đó, mình thấy cái màu nhiệm của thiên nhiên, của vạn vật, của vũ trụ. Nhưng mà mình biết rằng là nó màu nhiệm vậy đó. Nếu mình nhìn vào cái hội chợ hoa là đẹp, không có gì đẹp hơn được. Nhưng mà rồi cũng vậy. Cho nên là cái bài, cái câu thứ hai: thiên nhiên màu nhiệm lắm, quá người ơi, phút chốc mây tan hiển lộ trời. Nhưng mà rồi đẹp cỡ nào đi nữa rồi nó cũng tàn phai. Cũng như là mình nhìn cái bầu trời xanh, bầu trời xanh lồng lộng, xanh ngăn ngắt, đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà trong cái bầu trời xanh ngăn ngắt như vậy mà mây đen, mây xám, mây trắng, mây hồng, đủ thứ mây nó che lên rồi đó, thì làm cho cái bầu trời xanh ngang ngắt, người ta không còn thấy được bầu trời nữa, mà người ta chỉ thấy mây thôi. Chính mây làm cho người ta không
không thấy được cái màu nhiệm thiên nhiên xanh ngăn ngắt của bầu trời là tại vì mây. Là cái điều đó, cái bài thơ này muốn nói cái đó, là để muốn nói rằng là chúng ta có một cái, theo kinh Lăng Nghiêm đó thì chúng ta có một cái chân tâm của chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú. Cũng gọi là thể tánh. Học Phật người ta để ý cái từ tâm và tánh. Thể tâm tịnh minh, chân tâm thường trú, hai cái từ đó phải để ý. Tâm là cái dụng của tánh, tánh là cái thể của tâm. Mà cái thể của tánh thì nó là tịnh, là minh, như là cái tánh màu nhiệm của trời vậy đó, của trời xanh vậy đó. Nó giống tịnh, nó giống minh. Tịnh là thanh tịnh, minh là trong sáng. Mà cái tánh của bản thể của sự vật hiện tượng là thanh tịnh và trong sáng, như bầu trời xanh ngăn ngắt kia vậy. Những lúc mà ta nhìn bầu trời mà ta không thấy trời là tại vì những lúc đó có những cái vần mây, những cái án mây. Chữ mưa thì là mây đen, mà không có chữ mưa thì mây xám, mây trắng. Và buổi sáng thì có mây hồng. Buổi sáng gọi là bình minh thì là có mây hồng, mà buổi chiều tà dương thì nó có mây đỏ. Mà trong cái mây hồng, mây đỏ nó chuyển biến ra nhiều màu đẹp đẽ lắm. Mà dù là có đẹp đẽ màu kiểu gì đi nữa thì cái đó lúc đó không phải là lúc ta thấy được trời xanh thật. Ta không thật thấy được trời xanh. Con người của chúng ta, ta có cái tánh. Cái tánh là thuộc về bản thể. Cái tánh đó, kinh điển Phật dạy cho thấy rằng, nếu mà ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy rằng là trong con người của chúng ta, ta có cái tánh bản thể đó. Cái tánh vốn có đó là tánh là minh, y như trời xanh kia vậy. Đó nói về tánh. Còn cái chữ tâm đó, là cái dụng của, cái dụng của thể tánh. Chân tâm thường trú là cái dụng của thể tánh, mà thể tánh là cái tánh bản thể của chân tâm. Cho nên là tâm là cái dụng của tánh, mà nó cái tâm đó nó ở luôn với chúng ta, gọi là chân tâm thường trú. Cái tâm chân đó nó thường ở luôn với chúng ta. Thường trú là tức là nó ở luôn với chúng ta. Vậy mà trong đời sống của chúng ta đó, nếu chúng ta không học Phật, nếu chúng ta không có thiền định tu tập, chúng ta không thấy được cái tâm chân của chúng ta nó ở luôn với chúng ta. Chúng ta không thấy đâu. Phải có thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu mới thấy được cái tâm chân của chúng ta, gọi là chân tâm, tức là tâm chân thật vốn có của chúng ta, nó ở luôn chúng ta mà chúng ta không thấy, họ không thấy, không gặp, không hay, không biết gì hết. Chúng ta sử dụng những cái vọng tâm không, mà vọng tâm kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi cái vọng tâm đó là khách tầng phiền não. Hằng ngày chúng ta sống trong vọng tâm đó là cái tâm phiền não không đó. Cái tâm đó ví như khách, ví như trần. Hai cái từ đó cũng sâu sắc lắm.
ra là ví dụ như cái nhà của chúng ta mà không có cổng, không có cửa ngõ, rồi ai muốn ghé lúc nào cũng được, ai muốn đến lúc nào cũng được, ai muốn vào nhà lúc nào cũng được, rồi ai muốn đi lúc nào cũng được, thế thì cái nhà đó không bao giờ an lành được, không bao giờ yên tĩnh được, vì khách lạm xạm nào cũng vô được hết. Thậm chí là khách nhậu nhẹt say sưa, ngã hoàng ngã xiên, đứng không vững, nói năng lãm nhảm, tục tiểu tùm lum mà cũng vào được trong cái nhà đó, thì cái nhà đó không còn cái tính an ổn, bình yên, hạnh phúc gì được hết. Cho nên là cái nhà mà muốn an ổn là cái nhà phải có cổng, rồi cái nhà phải có cửa. Để chi? Để cái người nào được vào cổng, người nào được mời vào cửa vô nhà. Còn cái người nào mà không đáng cho vô nhà, tệ quá thì không được bước vào cổng nữa cơ, thì cái nhà đó mới là cái nhà có chủ, cái nhà đàng hoàng. Do vậy là cái nhà đàng hoàng là cái nhà phải dè dặt đối với khách ấy. Thế mà hàng ngày mà nếu chúng ta mà không có tu tập đó nha, thì cái tâm của chúng ta đó nó giống như cái nhà mà không có cổng, không có cửa vậy đó. Khách lạm xạm đến, cái khách phiền não vô minh đó, nó sân nó diệt, nó đến nó đi tự tại, thì mình cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó liên tục ở trong cái tâm của mình, giống như cái nhà không có cửa vậy, là ai muốn vào vào, muốn vô vô, cái phiền não đó, phiền não khách đó, phiền não khách đó là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cứ liên tục như vậy, thì gọi là khách. Còn chữ trần là cũng một cái ví dụ nữa. Chữ trần là ví dụ như là màu hư không thanh tịnh, mà mình khuấy động cái màu hư không đó bằng cách là ví dụ cái nhà của mình ha, cái nhà giàu thì khó biết, cái nhà nghèo thí dụ dễ lắm. Thí dụ mình ở cái nhà nghèo mà lợp bằng lá đó, hoặc là lợp tôn, rồi buổi sáng thì 7-8 giờ đó mặt trời lên rồi nó dọi vô mấy cái lỗ tôn, cái lỗ lũng bằng ngón tay út vậy đó, hoặc là cái nhà lá mà nó cái chỗ nhà dột nó dọi vô trong nhà lỗ bằng cái trứng gà giống như thơ của Nguyễn Khuyến, của mấy gì hồi xưa đó, của cái nhà dột rồi nó dọi vô trong nhà từng cái trứng giống như cái trứng gà, nhiều cái trứng gà rồi tròn dọi trong nhà trong vách, thì nhìn vào những cái đường mà nắng dọi vô nhà đó, chúng ta mới nhìn thấy bụi trong đó vô số kể. Nếu cái nhà lành như nhà đúc nhà tường bây giờ, nhà lành nhà lầu bây giờ thì họ không thấy được cái đó. Nói cái vụ mà kêu bằng khách trần này khó thí dụ cho họ thấy lắm. Còn cái nhà nghèo là rất là dễ thấy, nắng dọi vô rồi á thì mình dòm theo cái lần mà nắng dọi vô rồi, buổi sáng nắng xuyên vô dòm đó bụi dữ lắm ấy, không có cái đường nắng dọi nào mà mình thấy trong nhà mà nó yên tĩnh, mà không có bụi bao giờ. Vì vậy mà kinh điển gọi là trần ai, cõi trần ai, hay là trần lao, là để lấy ví dụ đó. Cõi đời này là bụi dữ lắm, còn mắt thường mình nhìn không thấy bụi. Thứ nhất là cái thành phố ha, mấy cái thành phố mà xe chạy
sẽ chạy liên tục ở trước sân mình á, không bao giờ có lúc nào mà không có bụi vô trong lỗ mũi, vô trong trong người mình đâu. Vì vậy cho nên là các thành phố ở coi vậy chứ bà, nó hao mòn sức khỏe mình ở trong đó mình không hay á. Khói xanh, bao nhiêu khói xanh của xe cộ nó bay ra, mà nó bay ra trong đó nó cuộn theo hằng hà sa số, không dùng ngôn từ nó hết được bụi bặm. Nhưng mà cũng may là tạo hóa của xanh ra cũng hay, là trong lỗ mũi mình nó có cái bàn lọc ở trong, nhờ có lông ở mũi nó lọc bớt rồi nó ngăn ngừa rồi mình hết vô rồi. Vậy chứ mà cũng có mất sức khỏe, cho nên là ở thành phố là đi bác sĩ thường dữ lắm, bị bụi quá. Cho nên cái chữ trần gọi là cõi trần ai, trần ai là bụi, vì bụi cho nên nó thành nhơ nhớp, chứ ai là nhơ, trần ai là bụi nhơ. Trần lao là cái bụi nó làm cho người ta cực nhọc khổ sở vì bụi, chứ trần là bụi đó. Rồi chữ hồng trần á, hồng trần ví dụ như Nguyễn Du nói, thì là Nguyễn Du nói trong lúc mà nàng Kiều mà Mã Chánh Sinh mua đằng Kiều rồi chở về đó, mà lúc mà chở đi chia tay buồn bã giữa cha con, giữa người thân mà kẻ ở người đi đó. Thì Thế Hà Nguyễn Du nó đùng đùng gió dục mây dần, mà một xe trong cõi hồng trần như bay. Chỉ hồng trần là cũng nói lên cái chữ trần lao, giống như đây đó là phút chốc mà mây tan hiển lộ trời, vọng tưởng phan duyên sương mốc sớm nắng vàng, vũ trụ chẳng thêm thừa. Thì ở cõi đời này là mình bị cái thứ trần dữ lắm, hồng trần, trần ai, trần lao nè, và khách trần. Thành ra là khi mà nhìn trong cái buổi sáng vậy đó, mình thấy buổi nó bay dữ lắm. Thì để nói lên rằng là cái tâm của mình vốn là thanh tịnh như là bầu trời thanh tịnh kia, không hề có bụi bặm. Nhưng mà do lao, do dọn, do quét tước, do hoạt động, do xe chạy vân vân, mà nó làm tung cái bụi lên, làm cho cõi đời này không có lúc nào không có bụi. Cho nên gọi là khách. Khách mà thường tới lui cái nhà mà không có cổng, không có cửa, gọi là khách. Còn cái bụi mà nó bốc lên trong cái nhà không có lúc nào không có bụi, thì gọi là, đó là trần. Để ví cho cái tâm thanh tịnh của mình lúc nào mình cũng bị khách. Cái khách đó là cái khách vọng tâm đó, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét bố đó. Rồi trần cũng vậy, trần đó là hỷ nộ ai cụ ai ố dục, những cái phiền não vô minh đó, ví nó là khách, ví nó là bụi. Bụi tức là trần, khách trần, khách trần phiền não. Thì thiên nhiên thì là bị mây, còn tâm của ta nó thì bị khách trần. Mà thiên nhiên á, mà mây mà tan hết á, mây bay hết á, thì nó mới hiển lộ được trời xanh. Mây không chưa tan thì không có hiển lộ trời xanh được, không ai thấy được trời xanh, không ai thấy được trời thật. Mà thấy được trời thật là khi nào mây phải bay đi hết, phải tan hết. Còn con người mà muốn thấy được tâm
chân tâm của mình ở luôn với mình á, muốn thấy cái thể tánh mà giống tình giống minh của mình á, thì phải khách trần phiền não không còn mới được. Còn hàng ngày mình thấy mình sống với khách phiền não, với trần phiền, với trần lao á, thì không thấy được cái thể tánh tình mình giống có của mình, không thấy được cái chân tâm thanh tịnh ở luôn với mình. Cái đó là nói về trời, còn nhìn xuống biển cũng vậy. Thường thường đó mình thấy mình đi chơi dân du trong bốn biển đó, mình thấy không có thấy nước thiệt đâu, mình không thấy nước thiệt. Muốn thấy nước thiệt là phải đem cái nước nó vô trong cái ruộng muối có bờ, rồi đem cái nước lóng vô ruộng muối, rồi để chiều trời chiều phẳng lặng mà không có một chút gió nào hết á. Không có một chút gió nào hết thì lúc đó ta mới thấy được nước biển thật. Chứ còn mình đi dân du, đi tắm biển, rồi đi du lịch rồi tắm biển rồi đó, mình nói rằng là mình thấy biển, mình tắm biển, chứ sự thật là mình không bao giờ thấy được nước biển bao giờ. Nước biển thật sự là giống như nước mà đưa vô trong ruộng muối phẳng lặng mà không có gió, chừng đó mới thật sự thấy được nước biển. Cũng như nói khác hơn là cách thấy khác là của những nhà khoa học. Những nhà khoa học họ đi xuống tàu lặn, họ lặn ở dưới sâu dưới đáy biển 20-30 cây số ở dưới, rồi họ nhìn ra những cái kính trong ngần của tàu của họ, thêm những dụng cụ máy móc, thì lúc bây giờ đó thì họ nhìn cái bằng cái dụng cụ máy móc, họ nhìn dưới cái tầng sâu của 30-40 cây số dưới đáy biển đó, thì chừng đó mới thấy được cái thể của nước biển là lặn trong và phẳng lì thanh tịnh như vậy. Thế thì thấy nước biển thật là một là thấy bằng nước ở trên ruộng muối một buổi chiều chiều tà không có gió động, thì cái đó mới thật sự là nước biển, mới thấy được cái bản thể của nước biển là phẳng lặng như gương vậy đó. Hay là thấy nước biển bằng cách là ở sâu dưới đáy biển, còn bằng không thì không bao giờ ai thấy được nước biển thật nếu ngoài hai điều kiện đó. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có thiền định, không có tư duy quán chiếu, thì chúng ta chỉ sống với cái dung của tâm, cái vọng tâm của, sống với cái vọng tâm của chân tâm. Mà kinh gọi đó là khách trần phiền não. Cho nên cái bài này á, ngôn từ thì nói để mà gợi ý cho người học, mà người học mà muốn đi sâu vào đạo Phật á, thì là mình phải học cái ý tứ của kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật đã dạy. Thì cái tâm của mình nó cũng màu nhiệm lắm, giống như thiên nhiên màu nhiệm vậy đó. Thiên nhiên màu nhiệm quá, người ơi, phút chốc mây tan hiển lộ trời. Đây ý nói rằng là nếu mây không tan là không thấy được trời xanh, mà muốn thấy được trời xanh là phải mây tan. Muốn thấy được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh thì phải là
phải là dẹp bỏ, đánh đuổi khắc trần phiền não, thì mình mới thấy được cái chân tâm màu nhiệm thể tánh tịnh minh của mình. Nếu mà khắc trần phiền não mà mình không có thiền định, không có quán chiếu, thì khắc trần phiền não nó chớn hết rồi, nó ám ảnh hết cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình đi. Cho nên đây thì dùng cái gợi ý để mà nhớ lại tư duy về cái ý tứ của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vọng tưởng phan hiên xương móc sớm, phút chốc mây tan mới hiển rõ trời. Còn con người của chúng ta thì hằng ngày đó thì mình sống bằng vọng tưởng không? Phan duyên đó, tức là cái tâm của mình nó buông cái này, nó bắt cái kia, nó bỏ cái này, nó lấy cái nọ. Cái chữ phan duyên là để dùng cái từ này cũng ví dụ như con khỉ vậy đó. Con khỉ luôn luôn là nó nhảy cây này qua cây kia qua cây nọ. Con khỉ, con sóc, cái loại chim khỉ sóc, nó không có lúc nào là nó không nhảy, không có lúc nào nó không chuyền. Chuyền cây này qua cây kia, nhảy cây này qua cây nọ. Cái chữ phan duyên là ví cho cái sự buông cái này bắt cái kia, nhảy của cái này rồi bay qua cái lùm nọ. Mà cái vọng tưởng mình nó phan duyên cũng vậy đó. Mà nó thì cái vọng tưởng phan duyên đó nó không có bền bỉ, nó không có lâu dài. Nó buông cái này nó bắt cái kia, lấy cái này nó bỏ cái nọ. Cho nên đây tôi dùng cái xương móc sớm là thêm một cái ví dụ nữa. Thật nhiên vọng tưởng của mình là có vậy đó, nó hoành hành vậy đó, nhưng mà sự thật nó không có còn hoài, nó không có cố định, nó không có trường tồn. Vì vậy mà mình có thể dứt trừ được cái phan duyên vọng tưởng đó, nó giống như xương bắp vậy đó. Buổi sáng này mình thấy nó mù mịt trời vậy đó, nhưng mà trong vòng 15-20 phút, nửa giờ gì đó ha, thì trời nắng lên là tự nhiên cái xương bắp mà mịt mù kia tự nó mất. Mất cách dễ dàng mà đố ai tìm ở đâu, đố ai tìm ở đâu cho có. Cho nên là vọng tưởng phan duyên đó, dù nó có như vậy nhưng mà ta cho biết là nó không có bền, nó không có cố định, nó không có bất di bất diệt gì hết á. Vì vậy mà mình có thể đuổi khách được, đuổi khách được, mình có thể làm cho cái trần nó lặng, lóng lặng được, khách trần đó nè. Nếu mình đừng có khuấy động, đừng có khuấy động quét tước bụi bặm hay là xe cộ đừng chạy ngoài đường nữa, đừng khuấy động mọi thứ, thì có thể là bụi nó không có, nó lặn xuống được. Còn nếu mình khuấy động thì nó bay lên dữ lắm. Vì vậy mà ta biết là cái vọng tưởng phan duyên này là nó không có bền chắc, nó không phải là đang ngại, nhưng mà nó không có bền chắc. Cũng như mây làm cho không thấy được trời, nhưng mà mây không có cố định ở nguyên đó được. Dù mây có che trời đi nữa, nhưng mà nếu mà hết hết một cái khí trời bão tố chuyển động đó thì là mây nó tự mất. Cũng như vọng tưởng phan duyên rất nhiều vậy, nhưng mà nó cũng giống như xương mất vậy, nó có thể tan biến sau đó. Rồi thì xương mất tan hết rồi thì nắng vàng vũ trụ vẫn còn nguyên đó. Xương mất có thể che mịt mù, che mịt mù u ám cả bầu trời, nhưng mà sương mốc không tồn tại luôn vĩnh viễn được, phải trả lại cái bầu trời
bầu trời quang đãng cho nắng vàng. Sự mất bịt bù dễ dàng đó, nhưng mà rồi phải trả lại cho bầu trời quang đãng của nắng vàng. Mây có thể là mất trời đó, làm cho trời coi như mất đó, nhưng mà mây mù đó không thể ở luôn, làm mất luôn trời được. Khích tần phiền não có thể làm cho thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú bị ẩn đó, coi như mai một đấy. Nhưng mà sự thật, nếu mà mình có điều kiện mình tạo cái thiền định, cái tu tập của mình đó ha, thì cái khách tầng phiền não kia nó cũng tự mất, giống như mây tan sương mù mất vậy. Do vậy mà phiền não vô minh đáng sợ, cũng giống như mây mù đáng là điều trở ngại vậy. Nhưng mà không sao hết, mây rồi phải trả lại cho bầu trời xanh, sương mất rồi phải trả lại cho nắng vàng. Cái bài này ý nói vậy. Thì cái chữ thực và hư đó, là để muốn nhắc nhở rằng mình phải nhận thức cho được cái thực, cái gì là thực, và mình nhận thức cho rõ cái gì là hư. Chân tâm thường trú là thực, mà khách tầng phiền não là hư. Thể tánh tịnh minh là thực, mà trần bụi là hư, khách tầng phiền não là hư. Nắng vàng là thực, sương mốc là hư. Cho nên là nói về thực hư, nó có những cái cặp phạm trù nó hay lắm. Về di thức học người ta gọi là tu tập, mình phải khiến hư tồn thật, mình phải giữ nắm lấy phát triển cái thật, phải giữ gìn cái thật, mà phải loại bỏ cái hư đi. Đó là cặp phạm trù thứ nhất, là khiến hư tồn thật. Hai là phải xả lạm lưu thuần, phải bỏ những cái tạp nhạp đi, phải lấy cái thuần chất của nó, cái thuần chất thanh tịnh của tâm thức mình, gọi là xả lạm lưu thuần. Ba là phải khiển tướng chứng tánh, phải bỏ đi những cái hiện tượng để mình lấy những cái bản thể, đi sâu vào thể nhập vào bản thể, bỏ đi cái hiện tượng dương sanh dục uyển kia. Về di thức học ta có đưa ra những cái pháp đồ như vậy. Những cái pháp đồ đó là khiến hư tồn thật, xả lạm lưu thuần, khiển tướng chứng tánh, nhiếp mạc quy bổn. Thế thì đây cái đề tài thực hư này là mình phải lấy thực mà mình bỏ hư. Giống như di thức học ta gọi là khiển hư tồn thật vậy. Xả lạm lưu thuần. Và gần đây tôi có làm một bài thơ mà bữa vừa rồi đây, bữa rằm vừa rồi, bữa nay là 10, nay là 20 ha. Bữa rằm rồi tôi có triển khai, tôi có nhắc nhở cho Phật tử ở trong cái giảng đường ở quận 9 Sài Gòn, giảng đường của trường Phật học. Tôi có nhắc nhở Phật tử, tôi đưa ra cái bài thơ đó, nó có 4 cặp phạm trù đối đãi nhau để nhắc nhở, là nó có 8 chữ là thi thường, là phóng xạ và bất thi thường, phóng xạ bất động và viễn ly. Thì thường đó là mình được cái đó thì nói rồi,
nhắc nhở vậy, sơ sơ vậy, ta lấy từng chữ vậy đó. Cũng như đây là cái chữ mà thực hư này là ta bỏ hư mà ta lấy thực. Chân tâm mới là thực, mà vọng tâm mới là hư. Trời xanh mới là thực, mà mây mù mới là hư. Nắng vàng mới là thực, sương mốc mới là hư. Cho nên sương mốc là dầu là mây mù một giai đoạn nào đó, mấy tiếng đồng hồ nào đó, nhưng mà rồi là phải trả lại cho nắng vàng của trời trời quang đản. Sương mù nào rồi cũng phải trả lại trời cho trời quang đản là nắng vàng vẫn còn nguyên đó. Mây mù nào làm cho đen sầm một bầu trời lúc nào đó rồi cũng phải trả lại cho trời xanh. Trời xanh thanh tịnh. Phiền não vô minh dù có làm cho người ta buồn bực đau khổ kiểu nào đó, nhưng mà nếu một lúc nào đó rồi nó cũng tự mất, nó không có cái thực chất. Do vậy mà khiến hư tồn thật người ta làm được, xả lạm lưu thuần con người cũng làm được việc đó, khiến tướng chứng tánh người tu hành cũng làm được việc đó. Nhiếp hòa mạc quy bổn, bỏ cái ngọn mà trở về cái gốc, con người cũng làm được việc đó. Do vậy mà dù là ở trong cõi đời trần lao phiền não đây giấy tà gặp vậy, nhưng mà vẫn có người tu hành thành thanh văn được, duyên giác Bồ Tát Phật đều được hết. Những cái chữ thật hư là vậy. Bây giờ đọc cái đoạn trực chỉ đề cương cho tôi viết cái gì đây. Bây giờ thì tôi bây giờ thì xin nói rõ là bây giờ cũng mắc mũi dở lắm rồi, cho nên nói lộn rồi nói lại nói lộn rồi nói lại hãy quên rồi từ từ nó nhớ, nhắc nhở vậy đó, từ từ vậy thôi. Chứ giờ thì đòi cho thiệt ngon lành như hồi trẻ là không có nữa rồi. Cái này kêu bằng tận dụng lúc tuổi già. Đáng lẽ ra người ta gọi là tàn phế. Nhưng mà rồi cũng có người ta nói có người tàn mà chưa phế thì cũng phải tận dụng mà xài. Kiểu nào đó. Đây mình tàn mà chưa phế mà. Vậy tôi gợi ý như vậy. Rồi những tăng ni trẻ cũng như Phật tử thì tự mình tìm kinh điển mình học thêm, tư duy quán chiếu thêm, chứ không có lời lẽ của ai mà chở định hết những cái ý tứ sâu sắc của ý Phật của lời kinh đâu. Bài trực chỉ đề cương như thế này: kinh thủ lăng nghiêm Phật dạy, thể tánh của con người vốn tịnh minh. Chứ tịnh minh là hai thứ, tánh là thanh tịnh mà minh là sáng suốt. Thể tánh con người vốn tịnh minh, chân tâm của con người là thường trú. Đấy. Cho nên là tôi viết cái trực chỉ này thì cũng là một cách gợi ý nữa để nhắc nhở thêm đó. Nhắc nhở để cho nhận thức cái câu thơ, những câu thơ trên đó. Chứ không thì không có gợi ý thì lại các vị tìm hiểu cực lắm, thiền định cực lắm. Ở đây gợi ý vậy là dễ hiểu rồi. Thể tánh của con người là tánh là minh, ví như là trời vậy, ví như là nước biển vậy. Nước biển thiệt là không bao giờ có sống mới là nước biển thiệt. Còn nước biển mà sống ào ạt mà lô vô mình tắm rồi mình chạy tàu chạy xe chơi trên mặt biển đó là mình không thấy nước biển thiệt bao giờ. Nước biển thiệt là phải tánh,
phải minh, tức là phải thân lặng như tờ và phải trong 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 khe. Còn chân tâm của chúng ta mà chân tâm thường trú là cái đó nó ở luôn với chúng ta. Còn cái mà hàng ngày chúng ta sử dụng đó là hết mừng rồi tới giận, hết giận rồi tới thương, hết thương rồi tới sợ, hết sợ rồi tới yêu, hết yêu rồi tới ghét. Lúc đó thì cho là phải, lúc thì cho là quấy. Lúc đó thì thân thiện, lúc đó thì coi như thù ghét, cái phần thân sơ phải quấy tốt xấu vân vân. Cái đó là không phải chân tâm của mình đâu. Cái đó là cái thứ tập nhạp đó, biết nó như là khách lạm xạm đến. Cho nên chân tâm là phải thường trú, mà cái đó là cái mà vốn có của con người, cái đó quý lắm. Con người an ổn lắm, con người vốn thanh tịnh, vốn sung sướng, chứ không phải con người đau khổ đâu. Đau khổ, con người đau khổ là do con người sai lầm đó, do con người không biết, không có tu tập, không có pháp môn tu tập, không biết tu tập sai lầm, cho nên nó sanh ra có khổ đau. Chứ con người không phải là hễ sinh con người ra là khổ đau, không phải vậy. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca khi mà thành Phật rồi vẫn là một con người, nhưng mà con người đó đã viễn ly được tất cả những cái khổ đau. Điều đó để nhắc dạy mọi người rằng là không phải hễ con người là ai cũng phải khổ đau, không có, không phải vậy. Con người mê thì còn khổ đau, có khổ đau, bị khổ đau, mà con người giác ngộ rồi như Đức Phật là nói không với tất cả, không còn khổ đau nữa. Hoa đẹp, 100 thứ hoa nhìn rồi cũng như vậy, mà 1000 thứ hoa đẹp nhìn rồi cũng như vậy. Tất cả những cái gì gọi là đẹp nhất, Đức Phật nhìn rồi cũng vậy. Không có sinh cái tâm đam mê hay lưu luyến ái trước, thương yêu lấy bỏ. Do vậy mà Đức Phật khi thành Phật rồi vẫn là một con người, mà con người đó gọi là con người đã nhập Niết Bàn, đã đi vào Niết Bàn, không còn đau khổ nữa. Cho nên con người giống tịnh giống minh, chân tâm con người là thường trú, nó ở luôn với con người đấy. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là hai cái thứ quý báu vốn có của con người. Vậy mà hàng Phật tử chúng ta tại gia cũng như xuất gia không biết sử dụng, khiến cho cái bầu trời trong sáng vốn tịnh vốn minh nó trở thành là mịt mù khói bụi. Bầu trời giống tịnh giống minh giống trong sáng về mà nó thành mịt mù khói bụi, để cho trần lao nó bốc lên hờn hảy. Chúng ta để cho quá nhiều lữ khách bất chánh vô lương tới lui thăm hỏi, khiến cho hao hơi phí sức, nhiễu loạn lòng ta. Đức Phật cho biết đó chỉ là phiền não, đó là khách trần đó nha. Phiền não là khách đó, cho nên khi lỡ có phiền não rồi thì mình nhớ trực lại nó là khách đó, chứ nó không phải là mình đâu à. Học cái này, để ý cái này là nó lợi dữ lắm đó. Nhà ai cũng có giận dỗi, cũng có thương ghét, vui mừng buồn giận hết á. Ai cũng vậy, nhà nào cũng vậy. Là cái đó là do mình chưa có biết tu Phật đó. Chứ mình biết tu Phật rồi thì mình chế ngự được, nó đỡ dữ lắm nè. Từ cái đỡ dữ lắm cho tới nó đạt tới cái đỉnh cao như là hàng thanh văn duyên giác, như là Đức Phật đó. Là người hoàn toàn trọn vẹn chế ngự được phiền não khách trần á. Tu là vậy à, chứ không phải tu là tụng kinh à nha. Đem kinh ra mà tụng từ sáng tới chiều là tu bậy rồi đó. Tôi nói này mạnh lắm á, nhiều người nghe là buồn lắm á. Lại chỉ kêu tên Phật từ cả ngày, nó không có phải đâu.
mà chế ngự cái tâm của mình, chế ngự cái phiền não khách tầng, để nó hiển lộ cái chân tâm thường trú, có thể tánh tịnh minh. Chứ mà kinh mà học mà không có sửa, không có tu, mà kêu tên Phật không, không có được. Lại như làm tội lỗi rồi đi lại sám hối đó cũng không có được đó. Tôi bây giờ là cũng gần chết tới nơi rồi, cho nên tôi nói thẳng nè, tất cả những nghi thức sám hối đó không có lợi ích gì hết. Sám hối mà cái ông tổ mà viết cái bài là cái bằng tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhược diệt phải, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng cu không thị tất dinh di chân sám hối. Cái bài đó mới là cái bài kinh đáng học. Tội là do tâm, sai lầm là do tâm, đau khổ là do tâm, để cho khách trần phiền não nó ngự trị cho nên mới khổ. Sinh ra cái oán tán hồi khổ là do tâm, cầu bất đắc khổ, thèm thuộc mong muốn quá nó sinh ra khổ là do tâm, ái biệt ly khổ là thương yêu một cách dụng dại nó sinh ra khổ là do tâm. Thành ra là cái khổ đó là do tâm nó sinh ra, thì bây giờ cũng phải trị cái tâm đó, đừng có si mê như vậy, đừng có để cho cái thứ khổ do ái biệt ly nó làm cho mình khổ, đừng để cho cái thứ mà cầu bất đắc, mong muốn thèm thuồng quá sinh ra khổ. Mình muốn tránh cái khổ cầu bất đắc là mình đừng mong muốn thèm thuồng. Mình muốn tránh cái khổ ái biệt ly là mình phải hiểu rằng là hễ có sinh thì có già, có bệnh là có chết, chứ chết thì khóc hoài rồi tự tử theo rồi được gì. Cho nên là cái lại sám hối đó là tầm bậy, không có lại gì hết. Tại sao là cái ông Phật đó lại có quyền là xả tội cho ta là sao? Người ta làm tội lỗi rồi lại ông cái là ông xả tội à? Nói như vậy thì làm sao mà đạo Phật nghe cho được? Ai ăn thì nó no, ai ngủ thì nó khỏe. Làm tội rồi đó thì tự biết tội không làm nữa. Đó là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt là vậy đó. Lỡ làm tội rồi biết cái đó là tội không làm nữa. Lỡ làm ác rồi giờ không làm ác nữa. Nguyện không làm ác nữa, tự lương tâm lương tri mình nói không làm ác vậy nữa. Cái đó gọi là sám hối đó. Chê sám hối mình lại luôn hoàng sám, lại trật lất, không có cha Phật nào mà đi ngồi chứng minh cho ta lại để xá tội cho ta. Trong đó lôi Phật ra, tụng chập cái bằng tha thiết gian lơn cầu khẩn rồi chập cái lại. Luôn hoàng sám cũng vậy, từ bi thí sám cũng vậy, là gì đó, dược sư sám cũng vậy ha. Tụng kể lễ tội lỗi làm sai làm trái rồi cái rồi lại. Phật nào mà ngồi đó chứng minh để cho lại hành hạ nó chơi rồi xả tội cho nó là sao? Cho nên đừng có lại sám hối như vậy. Kinh đó là không có phải kinh thiệt của Phật đâu. Sám hối là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Do tâm làm ra tội thì do tâm mà bỏ nó đi, mà sửa đổi nó đi. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Cái tâm của mình mà diệt đi, mà bỏ đi đó, thì cái tội nó tự nó hết. Nó giống như là lỡ mà mình làm giấy mực ở trong cái áo rồi thì phải lấy bột tẩy mà tẩy giặt nó chứ lại cái gì. Làm mực đen, làm chất thối nó dính ra trong quần áo rồi thì phải tự mình làm dính rồi tự mình phải lấy xà bông mà lấy nước tẩy mà tẩy cho đem lên mình lại cái thằng nào, cái con nào, cái ông nào mà mình lại nó để nó làm cho mình sạch được cái bộ quần áo dơ của mình được. Cho nên là tu hành của đạo Phật nhiều cái nó làm bậy dữ lắm, mà mình nói thì người ta ghét. Tôi bây giờ thì là hồi xưa Lưu Bị nói nhân nếu chi tương tử kỳ thanh gia ai mà nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, con chim nó gần chết rồi nó kêu tiếng nghe là não nuột ai bi, người sắp chết là nói lành ha. Tôi giờ tôi cũng sắp gần sắp chết rồi, cho nên là tôi nói thẳng cái lời lành vậy đó.
là thiệt lắm. Sám hối thì không có được. Cái từ sám hối là sám kỳ tiền khen, hối kỳ hậu quá, tức là ta biết được cái việc trước sai lầm, giờ ta không làm nữa là sám hối. Đem ra lại là sao? Tất cả những cái lại, nói thẳng ra là không có ông Phật nào mà để cho người ta lại để rồi xá tội, không có. Cho nên là phương pháp tu của đạo Phật, trong đạo Phật mà lại khấn nguyện xin là cầu là không phải đạo Phật. Đạo Phật dạy cho con người hiểu biết, hiểu biết cái đúng cái sai, cái lành cái dữ, bỏ cái dữ làm cái lành, bỏ cái sai làm cái đúng, bỏ cái ác làm cái thiện, sửa thân sửa miệng sửa ý, chứ lại là khấn cầu xin tha thiết. Cho nên là khi mà tôi hồi nhỏ là tôi học mấy cái sám hối đó, tới chừng sau mà tôi phát hiện được rồi tôi buồn lắm đó. Tôi buồn mấy cái ông mà gọi là tổ đó, tổ khỉ khô gì không hiểu kinh điển thì viết tầm bậy gì chứ tổ gì. Sám hối mà đem ra mình lại để mà cho Phật tha tội ban phước là sao? Không phải đạo Phật vậy đâu. Nên bây giờ là nó thật vậy đó. Còn vị nào không chịu thì không nghe không sao hết. Chứ còn tu mà tu thật là uổng công, uổng kiếp, uổng đời. Chúng ta để cho quá nhiều thứ, quá nhiều cái lữ khách bất chánh vô lượng tới lui thăm hỏi, khiến cho hao hơi phí sức nhiễu loạn lòng ta. Đức Phật cho biết đó là phiền não khách trần. Sự thật tánh thể của ta trong vắt tợ trời xanh, không một án mây tro nào. Đấy, thể nó tịnh minh mà. Chân tâm của ta vẫn là vĩnh viễn ở cùng ta, chứ không phải các thứ khách lạm xảm tới lui, như là mừng là giận là thương là sợ là yêu là ghét là muốn là phải là quý là hơn là thua là tốt là xấu đó. Cái đó không phải là cái của ta đâu, đó là khách trần đó, khách đó. Để ý cái bài này hay lắm đó, nhưng mà nghe cũng bực bội lỗ tai dữ à. Bởi vì nghiên cứu cho kỹ rồi là thấy trong cái nghi thức tu hành của đạo Phật của chúng ta đó, quá nhiều cái lặt vặt bậy bạ tổng. Tôi nói như vậy thì các vị hỏi tôi chứ cái nào là lặt vặt bậy bạ phải không? Dễ lắm. Nếu muốn là tôi chỉ thì chỉ nghi, chỉ lên khinh lũ khủ ở trong cái nghi thức mà các vị đang lại đang tụng gần chết á, tôi chỉ cái đồ bậy bạ cho coi. Nhưng mà đều có cái là nói không phải ai cũng nghe, bởi vì lâu đời quá rồi, tiềm nhiễm lâu đời quá rồi, nói người ta không nghe được. Ví dụ như vấn đề là đốt vàng mã chẳng hạn. Vàng mã là một thứ quá dễ hiểu, vậy mà bao nhiêu là chùa chiền, bao nhiêu thầy, bao nhiêu những vị tu hành nhắc nhở là Phật tử có nghe đâu. Số nào nghe thôi, còn số nào đa số là không nghe. Cho nên bây giờ là mỗi một năm thì là bao nhiêu trăm tấn giấy để làm cái đồ vàng mã vậy đó. Vàng mã mà đốt cho con người để cho ông bà cha mẹ mình ở dưới địa phủ là làm sao mà các vị đạo Phật được. Vậy mà nói các vị đâu có nghe. Địa phủ không có ở dưới lòng đất nào hết, cũng không phải ở tầng dưới của quả đất. Nhưng mà nói thật là các Phật tử, gọi là Phật tử chứ người ta không phải Phật tử gì hết, mà người ta gọi là ta là Phật tử, người ta không nghe thì làm gì người ta. Cái chuyện dễ hiểu như vậy. Đốt vàng mã
Cho nên là tôi rất bực mà các thầy mình nói rằng Phật tử nên hạn chế đốt vàng mã. Không có hạn chế cái gì hết á. Ai đốt vàng mã là người đó không phải là đệ tử Phật. Vậy thôi, chứ không có hạn chế gì hết á. Bởi vì cái tin như vậy không phải là cái tin của đạo Phật. Chuyện dễ hiểu vậy mà không hiểu thì gọi là đệ tử Phật là sao? Còn lại cũng vậy. Phật mà ngồi cho người ta lại, tha thiết lại vậy đó rồi mình ủng hộ à? Còn người ta biết làm lành, người ta làm phải, người ta ăn hiền ở lành mà người ta không có lại mình rồi mình không ủng hộ. Còn cái người mà làm sai, làm trái, làm bậy bạ gì mà kêu tên mình lại mình ủng hộ là sao? Phật như vậy thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa. Cho nên cái lại nó không cần. Cái lại đó là biểu hiện của một sự trung thành nào đó, một sự quy lý nào đó, một sự sợ hãi nào đó, một cái yêu cầu mong muốn gì đó tha thiết, nó biểu lộ ra như vậy. Chứ còn cái người đàng hoàng, người ta không có lại ai hết trơn. Người đàng hoàng đâu có chuyện gì phải lại ai, đâu có chuyện gì phải sợ ai, đâu phải khúc nó với ai. Cho nên vua đâu có ông vua nào lại ai đâu. Còn như ông quan là phải lại vua, là tại vì là quan muốn được vua thương, vua nâng đỡ, vua phong tặng, cho nên là quan mới lại vua, dân mới lại vua, chứ vua đâu có lại ai. Thì cái người mà đàng hoàng mà không có sợ hãi, không có cúng đấm, không có làm sai làm trái thì chuyện gì mà phải lại ai. Còn đạo Phật thì là không có chủ trương cái đó rồi, cho nên cái lại đó thì không phải đạo Phật. Lại để cầu, để khấn đó, cái đó chẳng qua là cái quen, cái tánh đó mà mình ảnh hưởng của các cái đạo khác. Nói cái đó thì nó dài dài. Sự thật thể tánh của ta trong vắt tờ trời xanh, không có một áng mây tro nào che lấp nó được. Chân tâm của ta sẽ vĩnh viễn ở cùng ta, chứ không phải ở trong các thứ khách trầm lạm xảm tới luôn mừng giận thương sợ yêu ghét ấy. Nên biết mây tan thì trời hiện, mây tan thì trời hiện, sương mốc tan thì nắng vàng hiện. Mây tan trời hiện, sương mốc hết thì nắng vàng hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Là người trí, là người Phật tử có học Phật chân chánh, hãy khéo léo chọn thật bỏ hư. Trong thật bỏ hư như tôi nói, nó có năm cái cách của duy thức học người ta đã định ra đó. Chọn thật bỏ hư gọi là khiến hư toàn thật, bỏ cái lạm xả mình lấy cái trong sạch thuần tí, ta gọi là xả lạm lưu thuần. Khiến tướng chân tánh, bỏ những cái hình tướng lặt vặt để lấy những cái chánh pháp, cái tinh vi, cái sâu sắc của chánh pháp. Do vậy mà cái đầu đề thực hư này đó, bốn câu này để mà gợi ý, để mà tư duy, để mà quán chiếu, để học tập này. Thế thì đây là những cái điều nhắc nhở vậy, nhưng mà lời nghe tái tai là thật bích lòng. Sách có câu rằng lương dục khổ khẩu lợi ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thuốc hay là nó uống nó đắng lắm, nhưng mà nó lợi, nó lành bệnh đó. Còn lời ngay thì nó trái tai đó, mà nó lợi cho cái việc mà tu hành đấy. Tôi xin nhắc rằng là
trong đạo Phật của chúng ta, những cái nghi thức tụng niệm lễ bái của chúng ta còn những còn nhiều điều phải nói cho đúng ra là phải lựa ra mà bỏ cơ. Nhưng mà bây giờ cái việc đó ai làm? Tìm người bằng lòng làm cái việc đó khó lắm. Cái đó là phải hợp tác lại, các bậc thiện hữu tri thức phải hợp tác lại, các vị hòa thượng tôn túc tăng ni, những người có thiện chí muốn cứu đời giúp người phải hợp lại. Chứ một người làm không có được, một người nói không có người ta không có tin, phải nhiều người nói mới được. Còn một người nói dù có đúng đi nữa thì người ta cũng không có đặt nặng cái niềm tin, mà phải nhiều người nói người ta mới trọn tin. Do vậy mà có di khẩu đồng âm là vậy đó. Chư Phật di khẩu đồng âm, miệng khác mà cùng một lời thì cái việc đó chúng sinh đó nha, người ta dễ đặt cái niềm tin hơn. Và thí dụ như bây giờ tôi nói cô đơn mình tôi vậy nè, tôi có chỉ kinh điển trúng đi nữa các vị không nghe, tôi làm gì ai về đây? Sự thật trong khi đó là không phải nhiều người nói gọi là trúng. Có khi một người nói trúng cũng trúng, mà có khi nhiều người nói không trúng vẫn cứ là không trúng. Nhưng mà nếu mà cái phần ít mà nói trúng mà cái phần nhiều người ta nói không trúng thì người ta gọi là thiểu số phục tùng đa số, thế thì phần ít thua. Đấy, thế thì nói gì vậy? Do vậy mà tôi nói rằng nói gì cũng không bao giờ trúng là cái ý vậy đó. Thí dụ như những người nói trúng mà ít hơn, thiểu số. Còn người ta nói không trúng mà người ta đa số thì là ta thắng rồi. Cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng. Phật Thích Ca thì có một mình Đức Phật Thích Ca nói giảng pháp là do duyên sanh, chứ không phải là do có một đấng siêu nhân siêu nhiên nào sáng tạo, cũng không phải là do thần thánh nào làm ra. Cho nên là đối với đạo Phật là đa thần giáo, Phật không tin. Đạo Phật không phải đa thần giáo. Và nói một đấng siêu nhiên nào đó làm ra vũ trụ này, Đức Phật nói không phải. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt, do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Như vậy là giảng pháp trùng trùng duyên khởi, chứ không phải do một người làm ra. Do vậy mà đạo Phật không chấp nhận là nhất thần giáo. Thành ra là đạo Phật không phải nhất thần giáo, mà đạo Phật cũng không phải đa thần giáo. Nhưng mà nói như vậy người ta không tin thì sao? Sự thật là rất nhiều người không tin. Cho nên là gọi là đệ tử Phật, mệnh danh đệ tử Phật mà người ta lại búa xua. Thần gì cũng thờ, thánh gì cũng lại, ông gì cũng cầu nguyện. Thế cho nên là coi chừng đó, là thật bích lòng là vậy đó. Coi chừng mình tưởng mình đạo Phật mà kỳ thật mình không phải đệ tử Phật. Bởi vì Phật không phải đa thần giáo mà mình lại tin quá nhiều thần. Phật không phải nhất thần giáo mà mình lại tin rằng một ông Phật nào đó để tha tội cho ai đó. Thế thì mình thành nhất thần giáo hoặc là thành đa thần giáo rồi. Mà đã nhất thần giáo, đa thần giáo thì không phải là đệ tử ruột của Phật rồi. Đấy, cho nên khó nghe là vậy. Thế cho nên là tôi nhắc nhở, nhưng mà còn nghe hay không, nhận thức cỡ nào là tùy đây các vị, chứ còn tôi vậy đó, tôi nói vậy đó thôi, chứ còn khó lắm. Việc đời luận mãi sai thêm lớn, ý đạo thiền sâu ngộ mới thâm. Cái này là do văn di tư, tư di tu nghe rồi các vị toàn trọn quyền suy nghĩ hợp lý, cần thiết, có lẽ cho tự thân, cho mình, cho bạn bè mình thì vận dụng. Mà tìm hiểu, mà tu sửa
còn bằng không bằng lòng thì thôi. Ngừng ở đây vậy. Xin chúc tất cả khách quan an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn âm trong xa, sẽ vượt thoát từ sinh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ.
Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn vỡ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lười, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ xanh nơi rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa.